Xin thân ái kính chào tất cả quý cô chú bác anh chị em trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh, trở lại với làng mai ở Cái Mơn, Bến Tre. Quý cô chú anh chị các bạn, vườn mai của cô bé ốm nhom Tường Vi. Rồi, để kính chúc cô chú chị các bạn xem clip hôm nay thật là vui và chọn được cây nào ý thì liên hệ trực tiếp với Tường Vi giúp kênh ha cô chú. Hôm nay cũng rất là nhiều thành phẩm đẹp mình chơi Tết ha cô chú anh chị, cũng như là hàng siêu nụ luôn, hàng đủ loại giống, đủ kích cỡ, đủ size ha cô chú anh chị. Cũng có một số cây ốm nhôm giống Tường Vi luôn. Rồi, mình vô clip luôn ha cô chú anh chị. Rồi chưa, chào con Long Vi ơi. Dạ con chào chú, chào cô chú anh chị em trên mọi miền Tổ quốc yêu thích mai vàng ạ. Hôm nay vườn của con xin làm lại một clip là giao lưu một số loại giống mai từ làm giống cho đến mai thành phẩm chơi Tết 2021 ạ. Rồi mình vô cặp đầu tiên là cặp bạch mai mã số 1. Rồi cái đầu tiên của clip hôm nay là mã số 1 hả Vi? Dạ, mã số 1. Mã số 1 luôn nha cô chú anh chị, là một cặp bạch mai đọt hồng lá cẩm thạch luôn ha. Đó, ghép mai cũng dễ luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Bạch mai này giá giao lưu là 200k một cặp, bao ship ship code toàn quốc ạ. Rồi 200k luôn nha cô chú anh chị. Rồi cho thông số luôn đi Vi. Cây này cao 21, cao 19. Rồi giá giao lưu 200k đổi cây luôn nha cô chú anh chị ơi. Tiếp tục là một cặp bạch mai mã số 2 ha cô chú anh chị. Mai vẫn rễ, cái này mình về mình trồng lại dưới đất ha cô chú. Nữa sau này khoảng chừng 3 năm 4 năm thôi thì cái đế này nó lớn lên, cái cây dáng nó sẽ thay đổi thành một cái cây rất là lạ, cây có giá trị ha cô chú anh chị, liền cốt luôn. Rồi, cho thông số nha Vinh. Cây này cao 20. Cây này cao 21. Giá giao lưu là 200k một cặp, bao ship. Giao lưu qua số điện thoại là 0383 091 289 ạ. Rồi, cái này mình cũng chơi Tết được nha cô chú anh chị. Đang có nụ ha. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp tục là cúc bi phải không? Dạ. Cúc bi mã số mã số 3. Mã số 3, hai cây này đều cúc có bông hết nha cô chú anh chị. Mỗi cây đều có bông hết luôn. Nụ tròn do luôn, bông này Vi nó bẻ bỏ bớt rồi nè. Rồi nụ tròn nè cô chú anh chị, Tết mình về mình chơi được dài bo, nó lộn dài bông ha. Ở đây cũng có bông nữa nè cô chú. Bây giờ mình mua về nữa nè, sẽ ra hoa luôn đó. Hai cái này đều đế quái hết nha cô chú anh chị. Rồi giá như đây Vi dạ là 250 một cặp, bao ship. 250 một cặp cúc bi nha cô chú anh chị, bao ship luôn ha. Cho chiều cao luôn đi Vi. Hai cây đế rất quái đẹp nha cô chú anh chị. Cây này cao 34. Cao 34. Cây này cao 33. Rồi. Giá giao lưu là 250. Rồi đổi luôn nha Vi. Tiếp theo là cây mai quắn mã số 4. Rồi mã số 4 là cặp mai quắn nha cô chú anh chị. Lộn cây. Cây mai quắn này giao lưu là 800k bao ship. Rồi cây ghép rất là nhiều bo luôn nha cô chú anh chị. 1 2 3 4 5 6 7 bo nha cô chú anh chị. 7 bo. Đế đẹp luôn ha. Rồi, cho thông số luôn nha Vi. Hoành là 13. Rồi hoành 13 luôn cô chú anh chị. Cao 47. Ngang là 22. Giá giao lưu là 800k bao ship. Rồi 800k nha cô chú anh chị ơi, bao ship luôn nha cô chú. Rồi đổi luôn Vi. Rồi, tiếp theo là cây mai quắn mã số 5. Rồi mã số 5 là cây mai quắn luôn nha cô chú anh chị. Mai quắn mã số 5. Rồi cây ghép kính tàn luôn ha cô chú ha. 1 2 3 4 5 6 8 bò, 9 bò gì đó nha cô chú anh chị. Nếu không nó quắn quắn khó điếm mà đế quái đẹp luôn nè. Rồi cho thông số Vi ơi. Hề hoành là 13. Cao 49. Té ngang là 23. Giá giao lưu là 800k bao ship ạ. Rồi 800k cây mai quắn mã số. Mã số 5. Mã số 5 ha cô chú anh chị ơi. Bao ship luôn. Rồi đổi luôn. Rồi cây số 6 là cây giả Phú Tân nha cô chú anh chị. Cây đại lộc. Cây mai đại lộc mã số 6 nha cô chú anh chị. Rồi bữa nay mặc áo màu đỏ luôn.
mà áo rộng thùng thình như cái thùng phi luôn nha cô chú anh chị, cho nó mọc. Chọc rồi có giận không Huy? Dạ không. Rồi cây mã số 6 ha cô chú. Mai đại độc dáng siêu, ghép 1, 2, 3 6, 7 bo gì đó mình đếm không kỹ được nha cô chú chị. Bo lớn hàng siêu nụ luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cho thông số luôn nha em. Hoành là 23. Rồi hoành 23. Cao 70. Rồi chiều cao 70. Tán ngang là 50. Giá giao lưu là 1 triệu bao ship, ship có toàn quốc. Rồi 1 triệu nha cô chú anh chị ơi, bao ship luôn nha cô chú anh chị. Tàn rất đẹp luôn ha. Rồi đổi luôn kia ơi. Rồi mã số 7 nha cô chú anh chị, là một cái mai đại lộc ship luôn hết cô chú. Cái này để phòng khách lớn được nha cô chú anh chị. Vừa gọn vừa nhiều bông, vừa sai bông ha. Cây siêu nụ luôn. Cây đang ôm nụ rất là nhiều hết cô chú anh chị. Rồi cho thông số nha cô. Đế đẹp luôn. Cái này hoành là 22. Hoành 22, đế đều đẹp nha cô chú anh chị. Cao 84. Tán ngang là 55. Cây đại lộc mã số 7 này giao lưu giá là 2 triệu rưỡi bao ship. Rồi 2 triệu rưỡi nha cô chú anh chị, cây đại lộc mã số 7 luôn nha. Hàng chuẩn chơi Tết luôn nha cô chú. Ghép kính tàn tàn thông ha cô chú anh chị. Rồi đổi cây đi nha. Rồi mã số tiếp theo là cây siêu bông mã số 8. Siêu bông mã số 8 luôn cô chú anh chị. Dạ siêu bông mã số 8 ha. Siêu nụ luôn. Cây đang ôm nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Kính tàn hết luôn ha. Đây, bo ghép lớn nha cô chú. Đó. Bằng ngón tay cái hết rồi. Đế đẹp cho thông số luôn nha Vi. Hoành là 26. Rồi, hoành 26 luôn cô chú. Cao 78. Tán ngang là 55. Giá giao lưu là 2 triệu rưỡi bao ship. Rồi 2 triệu rưỡi luôn nha cô chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi đổi luôn kia. Giảo siêu bông nha cô chú anh chị. Tiếp tục là giảo Phú Tân. Thấy không? Dạ, giảo Phú Tân mã số 9. Giảo Phú Tân mã số 9, cái ghép hai bo tàn kính đều đẹp luôn nha cô chú anh chị. Hàng mini bonsai để bàn ha. Rồi, bông từ 12 đến 24 cánh nha cô chú anh chị. Xương dày luôn nè, nót lá dày ha cô chú. Rồi cho thông số nha cô. Hoành là 11. Rồi hoành 11 luôn cô chú ơi. Cao 42. Ngang 41. Giá giao lưu là 400k bao ship. Rồi 400k cây mã số. Mã số 9. Mã số 9 luôn, bao ship luôn nha cô chú. Rồi đổi luôn kia. Rồi mã số 10 cũng là một cây giảo Phú Tân nha cô chú anh chị. Hàng mini chuẩn chơi Tết ha cô chú ha. Cây dáng giống như Tường Vi luôn. Đi trang luôn không Tường Vi. Rồi cái này hoành cỡ 7-8 gì ha cô chú. Hoành 7-8 thôi. Đế đẹp ha. Rồi cây này cao 49. Cao 49. Ngang là 39. Rồi giá giao lưu như giá đây. Giao lưu là 400k bao ship ạ. Rồi 400k cây giảo Phú Tân mã số B10 phải không? Mã số 10 không à? Mã số 10. Mã số 10. Mã số 10. Rồi, đã luôn đi anh. Rồi, tiếp tục là một cây bạch mai mã số 11 nha cô chú anh chị. Mã số 11 là một cây bạch mai đọt hồng lá cẩm thạch. Ghép 1 2 3, 3 4, 4 5, 5 6 7 8 10 bo nha cô chú ơi, đế đẹp luôn. Cái này mình về mình trồng đất lại ha cô chú anh chị ha. Tết này mình chơi cũng được hàng mini được nhiều bông nha cô chú anh chị.
hoành bằng từng vi luôn. Rồi, cái này hoành là 11. Dán từng vi. Dán từng vi. Cao là 72. Rồi, cao 72. Ngang là 37. Giá giao lưu là 800k bao ship. Rồi, 800k nha cô chú anh chị ơi, bao ship luôn ha. Rồi. Đỡ luôn vi đây. Rồi, cây ma đại lộc nha cô chú anh chị. Đại lộc mã số 12. 12. Đại lộc mã số 12 nha cô chú. Đó, quá chừng nụ luôn ha. Rồi, cây ghép bo lớn luôn nè cô chú, bo này nó tay cái luôn nha. Rồi, quá chừng nụ luôn. Cái này hoành là 21. Hoành 21 nha cô chú. Cao 54. Ngang là 38. Cây đại lộc mã số 12 giao lưu là 900k bao ship. Rồi, 900k cây đại lộc mã số 12 bao ship luôn cô chú anh chị. Rồi, đổi luôn kia. Mã số 13 là một cây mai quấn cô chú anh chị ơi. Ghép cũng rất là nhiều bo kính tàn ha. 1 2 3 4 5 6 bo nha cô chú anh chị. 6 bo luôn. Mai quấn nha cô chú, mai tụ sắn. Rồi, cho thông số đi. Hoành giống như từng quy giống như ông luôn. Hoành là 13. Rồi, hoành 13. Cao là 51. Này ngang là 25. Đọt nó tự quấn rồi ha cô chú anh chị. Rồi, giá giao lưu là nhiêu? Dạ, 800k bao ship. Rồi, 800k nha cô chú anh chị ơi, cái mai tuổi sắn mã số 13. 13. Rồi, đổi luôn kia. Rồi, cây. À, cúc bi phải không? Dạ, cây cúc bi. Cây cúc bi mã số 14. Cô chú anh chị. Mã số 14 là một cây cúc bi. Rồi, cho thông số đi anh. Hoành là 14. Cao là 34. Ngang là 30. Giá giao lưu là 350 bao ship. Rồi, 350 nha cô chú anh chị ơi. Mã số 14. 14 bao ship luôn. Rồi, đổi luôn kia ơi. Ghép 3 bo nha cô chú anh chị. Cái cúc bi mã số 14 ghép 3 bo, mã số 15 cũng là cúc bi. Ghép 3 bo luôn nha cô chú anh chị. Bo. Rồi, cái thông số đi. 15, mã số hoành là 10. Cô chú anh chị, hoành 10. Cao 32. Ngang là 28. Giá giao lưu cũng là 350 bao ship. Rồi, 350 luôn nha cô chú anh chị ơi, bao ship luôn ha. Rồi. Mã số 10. Tiếp theo là cây ngọc mai mã số 16. Mã số 16 là cây ngọc mai nha cô chú anh chị. Ngọc mai ghép rất là nhiều bo luôn ha. Kính tàn cô chú anh chị các bạn mua về lấy được rất là nhiều bo luôn. Rồi mình dưỡng luôn nha cô chú anh chị. Cây đế đẹp luôn ha. Rồi cho thông số luôn nha. Hoành là 13. Rồi, hoành 13 nha cô chú anh chị. Cao 69. Tán ngang là 45. Rồi, cây ngọc mai mã số 16. Giá, giá giao lưu là 1 triệu bao ship ạ. Rồi, 1 triệu cây ngọc mai mã số 16 bao ship nha quý cô chú anh chị. Rồi, đổi đi ơi. Tiếp tục là một cặp lá ngọc cành vàng nha cô chú anh chị. 200k một cặp. Ghép mai vẫn rẻ luôn. Cái này về mình trồng dưới đất lại ha cô chú, vài năm nữa thì cây này nó sẽ thành một cây mới đẹp ha. Cây đổi tướng, đổi dáng ha. Cây đẹp lạ luôn nè cô chú. Cây mai vẫn rẻ. Rồi, cây này cao 18. Cây này cao là 20. Giá giao lưu là 200k một cặp bao ship, ship có toàn quốc ạ. Rồi. Cái này lá ngọc cành vàng nha cô chú chị, 200k cặp mã số 17 luôn. Rồi, đổi luôn kia. Mã số 18 là cặp cúc 2 tầng. Cúc 2 tầng nha cô chú anh chị. Cúc 2 tầng luôn, bông 2 tầng bông ha cô chú ha. Cúc 2 tầng. Rễ mai vẫn rẻ nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị các bạn mua về mình lấy bo rồi mình trồng đất lại ha. Rồi, giá giao lưu là dạ cũng là 200k một cặp bao ship. Đo luôn ha vị ha. Dạ. Rồi. Mã
số 18 không? 19. Mã số 19. 19 nha cô chú. Cây bạch mai. Cây bạch mai mã số 19. Cái này mình chơi Tết được rồi nha cô chú anh chị. Này, cái ghép một bo lớn rồi ha. Hàng chơi mini chơi Tết nha cô chú. Bạch mai luôn. Rồi, chơi thông số nha Vi. Rồi, cây này quanh là 11. Quanh 11 nha cô chú. Cao là 33. Tán ngang là 23. Giá giao lưu là 250 một cây bao ship. Rồi, 250 nha cô chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi, đổi luôn. Tiếp tục là một cây bạch mai đọt hồng lá cẩm thạch luôn nha cô chú anh chị. Theo cây bạch mai mã số 20. 20, cây ôm nụ rất là nhiều nha cô chú. Mã số 20, ghép một bo. Gốc mai vẫn rễ duyên dáng đẹp luôn nè cô chú anh chị. Đó, quá chừng nụ luôn ha. Cái này đo chiều cao dùm chú đi Vi. Cao 32. Rồi. Giá giao lưu là 250 bao ship. Rồi 250 nha cô chú anh chị. Tán ngang nhiều vậy Vi. Cái này ngang là 33. Rồi. 250 cây mã số. Mã số 20. 20. Rồi đổi luôn Vi ơi. Tiếp tục cái mã số 21 cây gốc đế rất là đẹp luôn nha cô chú. Mã số 21 là một cây bạch mai luôn. Đó, bạch mai đọt hồng. Lá cẩm thạch đang ôm nụ Tết luôn nè cô chú anh chị nha. Đó, này mình chơi Tết được luôn rồi đó. Lấy bo luôn ha cô chú. Cái này ghép hai bo luôn nha cô chú anh chị. Thông số luôn nha bây. Chú nó mở miệng luôn rồi. Cái này khó đo là ha. Ừ, đo đo trên đi. Quanh là 9. Rồi, quanh là 9. Cao 34. Ủa đấy quá đẹp. Ngang là 28. Rồi. Giá giao lưu cũng là 250 bao ship. Rồi 250 luôn nha cô chú anh chị ơi. Rồi đổi luôn đi. Tiếp theo là cây đại lộc mã số 22. Rồi cây đại lộc mã số 22 nha cô chú anh chị. Mã số 22 là một cây mai đại lộc ôm siêu nụ luôn. Cái này Tết là nở là bích cái cây luôn. Bích cây luôn phải không? Quá chừng nụ luôn nha cô chú anh chị. Đế nằm đẹp nha cô chú. Hai quanh là 16. Rồi quanh 16. Cao 69. Tán ngang là 45. Rồi giá giao lưu là nhiêu vậy? Giá giao lưu là 1 triệu bao ship. Rồi 1 triệu nha quý cô chú anh chị ơi. Bao ship luôn ha cô chú anh chị. Bo ghép lớn ha. Rồi đổi luôn nha Vi. Rồi cây mã số 23. Cây mai đại lộc mã số 23 nha cô chú anh chị. Rồi cây đế quái luôn. Có củ đế tròn do ha. À, cây đang siêu nụ luôn nè cô chú anh chị. Quá chừng nụ luôn ha. À. Này bo ghép này nha cô chú. Cây này ghép khá là nhiều bo, 7 8 bo nha cô chú anh chị. Rồi cho thông số luôn Vi, một củ đế luôn ha. Rồi quanh là 26. Rồi quanh 26. Cao là 51. Ngang là 49. Rồi. Giá giao lưu là 900k bao ship. Mã số 23. Rồi cô chú anh chị. Bao ship luôn. Rồi đổi luôn Vi. Tiếp theo là cây đại lộc mã số 24. Rồi mã số 24 là một cây mai đại lộc nha cô chú anh chị ơi. Đế cũng rất là đẹp luôn nè. Đó. Quá chừng nụ luôn nha cô chú anh chị. Trời, tàn rất là tròn luôn. Hai quanh là 20. Cao là 55.
trái ngang là 52. Giá giao lưu là 900k bao ship. Rồi 900k cô chú anh chị ơi, cây đại lộc mã số 20. 24. 24 luôn, hàng siêu nữ luôn, rồi đổi luôn đi. Rồi một cây đại lộc siêu khủng luôn nha cô chú anh chị, không lớn ha. Rồi mã số 25. Mã số 25. Một cây tàn thông. Siêu nữ luôn. Cây rất là nhiều nữ ha cô chú ơi. Quá chừng nụ ha. Một cây tàn thông nha cô chú ơi, dáng trực thốt thân cao nha cô chú anh chị. Đó, để đều đẹp luôn nha cô chú, chưa có môi lên ha cô chú ha. Rồi kính tàn. Bông mọc từ thân luôn nè cô chú. Đó. Rồi cho thông số luôn nha đi. Hoành là 25. Rồi hoành 25. Cao là 94. Trái ngang là 77. Giá giao lưu là 2 triệu rưỡi bao ship. Rồi 2 triệu rưỡi luôn nha cô chú anh chị ơi, bao ship luôn nha cô chú. Rồi đổi cây luôn đi. Rồi cây mã số 26. Mã số 26 một củ đế super quái luôn nha cô chú anh chị. Quá chừng củ đế luôn ha. Một con thú nha cô chú anh chị. Đó, hai chân trước nè. Rồi. Cho thông số luôn đi. Hoành là 26. Cao 70. Tiếng ngang là 60. Giá giao lưu cũng là 2 triệu rưỡi bao ship, ship có toàn quốc ạ. À. Giao lưu qua số điện thoại là 0383091289 ạ. À. Rồi số điện thoại có trong phần mô tả và phần tiêu đề nha cô chú anh chị ha. Quá chừng nụ luôn. Rồi đổi luôn nha Vi. Nói không? Nói nói. Nói mày sao nó chuyện nhẹ quá vậy? Rồi tiếp tục là một cây đại lộc super VIP luôn nè cô chú anh chị. Cuối clip là cây đại lộc mã số 27. Quá chừng một cái cây super VIP luôn ha cô chú anh chị. Này giống luôn. Như là một con quái vật. Rồi, quái vật nữa hả? Dữ thì. Quá chừng cái đế nở đều nha cô chú, đế nơm luôn. Vàng rễ, vàng đế nó chảy rất là đều ha cô chú. Bo ghép thì lớn luôn ha. Kính tàn tàn thông nha cô chú anh chị. Đó, tàn thông luôn. Nụ thì siêu nụ luôn nha cô chú anh chị. Rồi cho thông số đi. Hoành là 22. Rồi cái củ đế à. Củ đế là 54. 54, một cây này ghép cả 10 bo nha cô chú anh chị. Hơn cao là 87. Tay ngang là 72. Rồi, giá giao lưu 27. Là 2 triệu 8 bao ship. Rồi 2 triệu 800 ngàn cây mã số 27 cây cuối clip ạ. Rồi. Chào hết, cho số điện thoại luôn đi ơi. Dạ cuối clip thì cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip ạ. Rất mong là quý cô chú anh chị ủng hộ Tường Vi ạ. Mọi người thấy cây nào ưng ý thì liên hệ qua số điện thoại là 0383091289 ha. Dạ rồi, xin cảm ơn mọi người. Rồi, xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn luôn. Ở đây có một cái review bông cho cô chú chị bạn xem giảo siêu bông ha cô chú anh chị. Đây giảo siêu bông, bông rất là đẹp luôn nha cô chú. Giảo siêu bông. Đây nụ nè cô chú. Rồi xin kết thúc video ở cây giảo siêu bông này luôn nha cô chú anh chị. Và xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã ủng hộ Tường Vi, ủng hộ kênh trong thời gian qua rất là nhiều. Kính chúc cô chú anh chị các bạn luôn vui vẻ và thành công trong mọi công việc ha cô chú anh chị nha.